Dạ, em xin chào các anh và các bạn nha. Hôm nay em chia sẻ đến các anh và các bạn, mình anh em mình cùng nhau quắn cây mai này để thành một cái cây mai bonsai để bàn các bạn. Cây mai này thì em gieo hạt từ nhỏ nè. Đây là cây mai zin các bạn, không ghép nha. Bông này thì chất lượng bông luôn, bông đẹp luôn các bạn. Thì giờ mình cái bước đầu tiên là mình quắn cây mai này thành một cây mai bonsai Tết mình để bàn cho các bạn. Này, các anh thấy nè. Sau khi mình làm hình nó xong xuôi đó các bạn, thì mình rảnh đó mình thay cái chậu cho nó, thay cái chậu để bàn, cái chậu vuông hay là cái chậu cạn gì đó, thì cái đó là tùy thuộc ở mình thích chậu nào thì mình để chậu đó các bạn. Còn bây giờ trước nhất là mình quắn và tạo hình nuôi dưỡng cây mai này để Tết năm sau có một cái cây mai bonsai để bàn cho các bạn. Các anh thấy nè, hiện tại bây giờ nó đang đi ra hai chi nè các bạn. Những cái chi dưới này nè là nó dư thừa, mình cắt bỏ các bạn. Rồi. Sau đó mình lật những cái lá này bỏ nè. Thằng này nó hơi cao, từ đây lên đây khoảng chừng tấc rưỡi các bạn. Cây này hiện tại giờ nó to hơn cái đầu đũa ăn của mình nè. Này mình quắn dây ba các bạn. Dây mình lựa thì dây này là dây số 3 nè. Thì giờ mình chấp đôi các bạn. Rồi từ quyết định tiếp. Rồi. Bây giờ mình sẽ găm dây quấn xuống các bạn. Mình găm cẩn thận một chút, đừng có để cho cái cây này nè, cái nhánh, cái cọng dây này các bạn trúng vô cái rễ dưới, nó hư rễ á. Mình găm xuống mà mình cảm thấy nó nhẹ tay là ngon lành. Còn mình găm xuống mình cảm thấy nó nặng tay là chứng tỏ mình đã đâm trúng cái cọng rễ dưới các bạn. Cho nên mình tránh ra nha. Đáng lý ra là quắn cây mai này nè, lúc nó còn nhỏ hơn chút các bạn. Cái này là quắn nó hơi trễ rồi nè. Cái cây này nó quá lớn rồi nè. Mình bẻ nó hơi khó bẻ.
trước khi mình bẻ cây các bạn, thì mình bẻ cái thân này nè, làm sao giống như một con thú với các bạn. Thank you.
cuối cùng em cũng đã quấn xong các bạn. Đây là cái nhánh chủ đi lên nè. Nhánh này còn nhỏ quá các bạn. Sau này mình dưỡng cho lên nữa nó ra tay thêm á. Nó lên được trên này thêm một tầng nữa. Còn cái chậu này á thì chừng nữa cho nó mình nuôi cho nó ngon lành đi các bạn. Rồi sau đó mình muốn cái chậu vuông hoặc là cái chậu cao gì đó thì mình thay chậu rồi mình để lên trên bàn mình nha. Thì mình muốn cho cái cây mai mình nó hoàn chỉnh, tay chân đẹp á. Ít nhất phải từ 2 năm 3 năm các bạn. Đây là quấn bước dây đầu tiên nè. Coi vậy chứ mình trồng, mình quấn và mình chăm sóc các bạn. Năm 2 năm đầu bắt đầu mình có chơi lai dai rồi các bạn. Rồi sau đó mình mới dành dảnh đó. Mình da rồi nó da nhánh thêm đó. Quay ngang cái mình da mình chỉnh sửa làm sao cho nó vừa ý của mình các bạn. Thì em cũng nhờ cô chú anh chị và các bạn nhớ bấm nút đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ giùm cho em nha. Và cuối video thì xin chào cô chú anh và các bạn nha.